Hôm nay thầy sẽ dạy cho các em thần chú triệu hồi robot siêu thú Gao. Robot siêu thú Gao là gì vậy ạ? Đó chính là các robot thần thú có hình dạng là các siêu thú. Chỉ có truyền nhân siêu nhân Gao mới có thể triệu hồi chúng đến. Vậy thì robot của em chính là robot sư tử. Của em là robot đại bàng. Robot của em là ca mập. Của em là robot bò rừng. Còn của em là robot hổ trắng. Đúng vậy, các em hãy triệu hồi các robot siêu thú Gao của các em đi. Vâng, thưa thầy, để em thử trước. Triệu hồi robot siêu thú Gao sư tử. Em thành công rồi. Chúc mừng em đã triệu hồi được robot siêu thú Gao của mình. Tiếp theo đến lượt em, triệu hồi robot siêu thú Gao đại bàng. Em cũng thành công rồi. Em làm tốt lắm. Bây giờ thì đến lượt em, triệu hồi robot siêu thú Gao cá mập. Hoan hô, thành công rồi. Chúc mừng em. Tiếp theo là đến em, triệu hồi robot siêu thú Gao bò rừng. Em cũng làm được rồi. Tốt lắm, cuối cùng là đến Thơ Nguyễn. Vâng ạ, triệu hồi robot siêu thú Gao hổ trắng. Tại sao lại không được? Chuyện này là sao? Tư chất của Thơ Nguyễn là tốt nhất trong năm siêu nhân Gao chúng ta, tại sao không được chứ? Đừng quá lo lắng, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, thầy tin chỉ một thời gian ngắn nữa em có thể triệu hồi được robot siêu thú Gao của mình thôi. Tạm thời, việc đối phó với đám quái vật cứ giao cho bốn bạn đảm nhận. Nhưng em cũng rất muốn được tham gia chiến đấu cùng các bạn. Thầy giáo nói đúng đấy, việc quan trọng trước mắt là cậu cần phải chuyên tâm luyện tập, triệu hồi robot siêu thú Gao. Việc đối phó với đám quái vật cứ giao cho bọn tớ. Mình thật là vô dụng quá, trong khi các bạn chiến đấu với đám quái vật thì mình lại không giúp được gì cho các bạn. Có ai không? Cứu tôi với. Dừng tay lại con quái vật kia. Ha ha ha, lại thêm một con nhóc con nữa đến đây lột mạng cho ta sao? Siêu nhân Gao biến hình. Gao trắng, vua hổ trắng. Hay à. Cái gì? Không thể nào, tại sao đòn tấn công của mình lại không có tác dụng gì với hắn? Cho người biết, ta chính là quái vật đã được nâng cấp sức mạnh gấp trăm lần quái vật thường. Hãy chết đi, hay à. Nguy rồi, con quái vật này mạnh quá, mình phải làm sao đây? À, có cách rồi. Con quái vật kia nghe đây, các bạn siêu nhân Gao của ta sắp tới đây rồi. Khi bọn ta hợp lực, sức mạnh sẽ vô địch. Nếu biết điều thì hãy mau cút đi. Ha ha ha, các bạn của ngươi sẽ không thể đến đây được đâu. Cái gì? Ngươi nói vậy là sao? Bởi vì bọn chúng đang phải đối đầu với một quái vật cấp đội trưởng. Một quái vật cấp đội trưởng sao? Các bạn hãy cẩn thận, tên quái vật lần này không tầm thường đâu, sát khí của nó rất mạnh. Hắn đến rồi đấy. Ha ha ha, không ngờ các ngươi có thể cảm nhận được sức mạnh của ta. Ngươi là ai? Xin tự giới thiệu, ta là đội trưởng quân đoàn 1. Cái gì? Một quái vật cấp đội trưởng? Nguy quá, thầy nói trước khi Thơ Nguyễn có thể triệu hồi được robot siêu thú Gao, chúng ta không phải là đối thủ của quái vật cấp đội trưởng đâu. Hết cách rồi, đành phải liều một phen thôi. Các bạn ơi, hãy tiến lên. Siêu nhân Gao biến hình. Gao đỏ, vua sư tử. Siêu nhân Gao biến hình. Gao vàng, vua đại bàng. Siêu nhân Gao biến hình. Gao xanh, vua cá mập. Siêu nhân Gao biến hình. Gao đen, vua bò rừng. Hay à. Không thể nào, đòn tấn công hợp lực của chúng ta mà không xi nhê gì với hắn cả.
Ha ha ha, các ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Chênh lệch sức mạnh của ta và các ngươi quá lớn. Các ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Hãy chết đi, hây a. Con quái vật, đội trưởng này mạnh quá. Chúng ta phải sử dụng đến tuyệt chiêu thôi. Được, triệu hồi robot siêu thú Gao sư tử. Triệu hồi robot siêu thú Gao đại bàng. Triệu hồi robot siêu thú Gao ca mập. Triệu hồi robot siêu thú Gao bò rừng. Hả, cái gì thế này? Các robot siêu thú Gao sao? Đúng vậy, hãy nếm thử sức mạnh của các robot siêu thú Gao của bọn ta đi. Hay à! Hoan hô, thành công rồi. Các cậu sao thế? Chúng ta thắng rồi mà. Chưa đâu, con quái vật đội trưởng này mạnh hơn chúng ta tưởng rất là nhiều. Ha ha ha, các ngươi khá lắm. Không ngờ các ngươi có thể ép ta phải sử dụng đến bản thể thật của ta. Không thể nào, hắn đã biến thành khổng lồ rồi. Không những thế, sức mạnh của hắn còn gia tăng gấp trăm lần. Mọi người đừng sợ, hãy tiến lên. Hay à! Ha ha ha, vô ích thôi. Đòn tấn công của các ngươi không có tác dụng gì với ta đâu. Hãy chết đi, lũ nhóc con siêu nhân Gao. Hay à! Nguy rồi, các bạn của mình đang gặp nguy hiểm. Ngươi cảm nhận được rồi đúng không? Nhưng ngươi đừng lo, ngươi cũng sẽ sớm xuống âm phủ để gặp bọn chúng thôi. Hây à! Các bạn ơi, tớ sẽ không để các bạn chết đâu. Triệu hồi robot siêu thú Gao hổ trắng. Hả? Cái gì thế này? Tại sao ngươi lại có thể đỡ được đòn tấn công của ta? Con robot này là cái gì vậy? Xin giới thiệu với ngươi, đây chính là robot siêu thú Gao hổ trắng. Hãy chết đi con quái vật kia. Hay à. Con quái vật đội trưởng này mạnh quá, phải làm sao đây? Chúng ta không thể thắng được hắn đâu. Đúng vậy, tất cả đòn tấn công của chúng ta đều không làm gì được hắn. Ha ha ha, lũ nhóc con, hãy chịu chết đi. Dừng tay lại. Hả? Là kẻ nào mà dám nhúng tay vào chuyện của ta? Ta chính là siêu nhân Gao trắng và robot siêu thú Gao hổ trắng. Hay quá Thơ Nguyễn, cậu đến rồi. Chúc mừng Thơ Nguyễn, cậu đã thành công triệu hồi được robot siêu thú Gao hổ trắng. Tốt lắm các bạn, chúng ta đã đủ 5 thành viên siêu nhân Gao. Hãy hợp lực, đòn tấn công tổng lực. Hay à! Không thể nào, ta thua rồi sao? Cuối cùng, quái vật đã bị tiêu diệt. Hành trình của 5 siêu nhân Gao sẽ còn gặp những thử thách khó khăn nào phía trước. Các bạn hãy nhớ đón xem trong tập tiếp theo nhé. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.